Thôi chào hai bạn. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em tên là Võ Minh Kha, hiện sinh sống ở Thủ Đức nhưng mà làm việc ở Bình Dương. Em là một nhân viên y tế. Okay. Bạn gái. Em xin chào anh chị cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Vân Anh. Em năm nay 25 tuổi và hiện làm nhân viên văn phòng ở Bình Dương ạ. Bạn ở Bình Dương, bạn ở Thủ Đức hả? Có gần nhau lắm không? Cũng kế bên nhau anh, giáp ranh thôi. Mình quen nhau trong cái tình huống như thế nào? Mợ của em là làm chung với bạn này. Những cái buổi đám tiệc ở gia đình á thì mợ nó là để tao làm mai cho nhỏ em làm chung, dễ thương lắm. Nhưng mà xưa giờ rất là nhiều người làm mai cho em nhưng mà em không chịu. Sau hôm đó tự nhiên em lại đi xin số điện thoại. Thì vô mò vô tìm kiếm trong Zalo thì thấy ở cái mặt cũng được. Nên mới kết bạn và nói chuyện thử. Tự nhiên tối đó em thấy bạn này kết bạn Zalo mà em thì không có thói quen kết bạn với người lạ. Cái em thấy cái bạn này nhìn cũng không có quen mà cũng không có gì ấn tượng, em cũng không có xác nhận nữa. Cái qua ngày sau em đi làm á thì cái chị đó hỏi em là tối giờ có ai nói chuyện không? Em kêu không, đâu biết gì đâu. Cái xong rồi mới hỏi ra thì ra là bạn này em cũng xác nhận đại luôn. Nào ngờ tối về hai đứa nói chuyện y như là quen từ hồi nào vậy. Nghĩa là đây không biết nhưng mà bạn này là chủ động. Đúng rồi, thì bạn này hỏi. Rồi định đến lúc nào thì mới gặp nhau trực tiếp? Dạ đêm đầu tiên là nó đã nói chuyện tới 2-3 giờ khuya rồi. Em cứ chủ động xin gặp mà bạn này mới nên ngại còn từ chối. Sau một tuần thì cũng cho gặp. Một tuần sau dạ. Ấn tượng đầu tiên gặp gỡ ở ngoài như thế nào? Cái bạn này á, ngày đầu tiên em gặp á thì em không có ấn tượng gì hết á. Người thì mập mà em thì cũng so với con gái em cũng cao, em cao 1m7, hai đứa cao bằng nhau á. Nên em nhìn bạn với em hai đứa cũng ngang ngửa mà em nói chung là em không có ấn tượng hết. Đặc biệt á là hai đứa đi ra quán cà phê ha, chở em đi quán cà phê mà chở vô cái đường gì âm u, em cũng nghi ngờ người gì sao mà chở cái ngày đầu tiên mà vô cái đường kỳ cục quá vậy. Cái ngồi thì cái ghế nó cũng dài lắm, khoảng 2m á. Mà em ngồi ban đầu em đã xác định rồi là em ngồi một mỗi người một đầu nhưng mà nói chuyện là không có nhìn nhau, như nói chuyện ngang ngang vậy nè. Cái xong cái em ngồi riết thân sau mà bạn nó lết riết qua tới ghế của em hết chỗ ngồi luôn. Cái ghế 2m. Dạ. Mà cứ nói một câu lết hoàng cái, một câu lết hoàng cái. Em không biết lết từ lúc nào luôn á. Quán cà phê gì mà cái ghế 2m. Cái ghế cao cao dạng là nhìn qua khung cửa sổ á chị. Em không biết. Cái băng nó dài. Dạ đúng rồi. Trời ơi, ngồi riết hết chỗ ngồi, em ráng em kèm thử rồi bạn này, bạn đó có biết là bạn đó đang lấn lướt em không? Nhưng mà không hề hay biết luôn. Em tức quá em kêu, dạ anh có cho em ngồi không vậy? Cái lật đứng lên, dời qua, lúc đó mới biết là lấn lướt em chứ thật là không biết luôn. Em về cái em suy nghĩ, người gì đâu mà sao mà thấy gái ngày đầu tiên mà gì kỳ quá vậy? Em không ấn tượng, nói chung là về em không muốn nói chuyện gì nữa luôn. Đúng rồi, bạn có cố tình làm cái chuyện đó không? Dạ không, em thì cái ghế nó hơi dài nhưng mà thường là em nói chuyện là em nói rất là nhỏ. Thì bạn mới nói là hả anh nói cái gì, thì mình mới xích lại mình nói cho nó lớn hơn. Rồi ấn tượng của em về bạn này là như thế nào? Lần gặp đầu tiên thì con gái mà cao 1m7 thì các em cũng giả bộ cho bạn đi trước, em đi sau lưng thử mình đo coi mình có cao bằng không, để thấp hơn thì nhục quá. Con gái gì mà cao hổn hào. Xong cái sau rồi gán đi thấy cũng bằng thôi chứ cũng được. Mặc áo hồng rồi mặc váy thì cứ nghĩ là thùy mị lắm. Bây giờ cũng lừa quá lớn. Cũng lừa quá lớn hả? Nhưng mà nói chung ngày hôm đó là em là có ấn tượng tốt. Dạ. Thích, còn bạn này là ghét. Dạ. Nói chung là gặp mặt thì không có ấn tượng tốt nhưng mà về nói chuyện thì rất là hợp nhau. Y như là thân thích từ cỡ thở nào vậy, nói gì ra cũng hiểu, cũng hợp nhau mà nói tới khuya luôn á chị. Sáng đi làm sớm mà cứ 2-3 giờ sáng hai đứa mới bắt đầu đi ngủ luôn á. Rồi lúc đó lần đó về rồi làm sao, rồi chừng nào mới có cái buổi gặp lại qua là... chạm nắm tay nụ hôn đầu tiên. Khoảng một tuần sau thì hai đứa đi cà phê, thì đi tới quán cà phê đó thì nó cũng có đèn cầy, cũng có gió, nói chung là cũng lãng mạn. Ngồi thì cũng nắm tay em, rồi em cũng im im. Cái xong rồi cứ như là vậy tự hiểu luôn á, nhưng mà em năn nỉ tỏ tình em hoài mà không chịu tỏ tình. Em năn nỉ tỏ tình. Rồi khi nào thì hôn nhau lần đầu tiên? Khoảng một tháng sau, cũng vô một quán cà phê gì đó, có nến, có hoa rồi. Bữa trước nắm tay em im, thì hôm nay giả bộ hung thử. Thì thử một cái vào má thì im ru rồi, biết rồi. Thử tiếp. Thử tiếp sợ bị ăn tán chị. Quán cà phê cũng đông người lắm. Rồi chừng nào mới hung môi? Tuần sau nữa mình mới thử cái nữa. Phải lấn sân từ từ chứ, làm quá giống bữa đầu lại bị chửi nữa. À, lúc đó là thích nhau luôn chứ không có nói tỏ tình tỏ đồ gì hết trơn trời. Dạ, tới nay quen tới nay luôn mà em năn nỉ hoài cũng không tỏ tình cho em luôn. Tới nay là bao lâu rồi? Dạ hơn 1 năm rồi chị.
có những câu chuyện gì vui buồn trong chuyện tình yêu của hai bạn, những chuyện dở khóc dở cười, những cái ấn tượng gì? Chuyện vui là hai đứa quen sau nhau được 3 tháng thì có cùng nhau đi du lịch, đi Nam Du. Mướn xe rồi từ dưới Bình Dương thì đi lên bến xe miền Tây, đi xe đò xuống đó. Rồi hai đứa phải mua vali này nọ, đồ chất đồ vô rồi. Bả đi tơn tơn có mình em vác vali rồi trời, em kêu cứ quay lại, anh đi cái gì mà chậm rì quá, anh lết không chừng nào mới tới. Mà đầu hai đứa vác cái vali bự thiệt bự vậy nè, mà có mình em ôm mà. Xong rồi đẩy ra hồi bể bánh xe vali luôn, phải vác tay. Một tháng quen nhau đầu tiên là mỗi ngày ăn một quán. Hình như là hai đứa em quen càng mập. Bây giờ bạn nó không cho em ốm, em xin đi tập gym, đi chơi thể thao. Sao em nói là hồi đầu tiên bữa hẹn hò đầu, ngày đầu là gặp anh này thấy thì vừa mập kia dạ. Giờ không cho người ta tập gym là sao? Không, nhưng mới đầu thì em nhìn ngoại hình em thấy mập thì có vẻ không có bắt mắt, nhưng mà em thấy có bồ mập mập thì vẫn tốt hơn. Trời đất ơi, có khi nào hai đứa giận nhau hay là có người thứ ba xuất hiện hay là có câu chuyện gì buồn trong chuyện tình yêu của hai người không? Đầu tháng 12 á là em phát hiện ra các bạn này á là có nói chuyện qua lại với cái bạn kia lúc trước, là hai người cũng me nhau rồi, nhưng mà qua lại thì thật sự em biết là hai người không có cái vấn đề trong đó hết á. Nhưng mà tự nhiên cái bạn nữ kia lại nói là hai người nói chuyện qua lại thì sợ em biết được em ghen. Nhưng mà em thì rất là thoáng về cái vấn đề bạn bè, tại vì mình đâu có thể nào mà gò bó người ta được. Cái em mới nói là em không muốn anh quen tiếp tục nói chuyện với người này nữa, tại vì em thấy nó không có an toàn, nó không có bình thường. Mà em đã nhắc đi nhắc lại 3 lần, em nói là nếu mà để em phát hiện một lần nữa thì cái mối quan hệ mình kết thúc và cái điện thoại anh cũng không còn. Cũng ráng cãi em. Nhưng mà ghê lắm chị, qua mặt em ha, giấu đổi tên điện thoại rồi nhắn tin rồi xóa sạch, nhưng mà đâu có qua được, kim trong bọc phải lòi ra thôi. Trời ơi, em vô Zalo á, em vô cái phần thông báo em mới phát hiện ra, tại vì hiếm cái người nào mà mình hay tương tác á là trong cái người đó họ post những cái hoạt động gì đó là trong thông báo nó sẽ hiện lên hết luôn. Em thấy không có nhắn tin nhưng mà có bình luận hình ảnh của nhau vậy đó, em mới phát hiện ra. Em kêu tại sao anh đã hứa với em rồi mà bây giờ còn như vậy. Lúc đó em rất là giận, mà giận không nói nên lời luôn. Em đang cầm điện thoại vậy nè ha, mà anh đâu có giải thích gì được đâu, tại vì tay bắt rồi còn đâu đường đâu nữa mà cãi. Trời, em tức quá em hỏi mà không giải thích gì hết, cứ nói em mệt em quá, ăn tối ngày cứ cầm điện thoại anh chi để mất cầm. Trời, em tức quá, lúc đó em suy nghĩ trong đầu là em không có đập điện thoại đâu. Nhưng tại vì biết là đập nó hư thì điện thoại mình cũng phải mua lại nó chứ đâu phải ấy đâu. Nhưng mà lúc đó giống như giận nhiều quá nó dồn nén á. Em tính dằn mặt thôi, sao mà em thải một phát nó ra làm hai thứ luôn. Lỡ rồi thì phải lên mặt luôn, phóng lao phải theo lao, chứ lúc đó em lên mặt luôn, anh này giận tái mặt luôn sợ. Cái xong mới cầm lên, ó em làm hư điện thoại rồi, lúc đó em kêu hư thì bỏ chứ làm gì ghê vậy. Lúc đó em lên tiếp, đề rút cuộc hai đứa chắc giận nhau nửa tháng, không ai nói chuyện với ai hết luôn. Ủa là em giận ảnh thôi chứ anh giận em là giận vụ bể điện thoại hả? Em về em cấm không được nói chuyện với em nữa. Em kêu chừng nào em hết giận em mới được nói chuyện. Chứ em không muốn nói chuyện nữa, lúc đó là em bị bực mình, không phải là em ghen hay gì. Nhưng mà vấn đề em cảm thấy là em đã nói rồi nhưng mà vẫn như là không có tôn, không có tôn trọng em vậy. Em bực mình cái đó nên em mới làm cho tới luôn. Lúc đó em xử trí như sao? Lúc mà em thấy bạn gái phản ứng như vậy trong em nghĩ như thế nào? Em thì thường là em nóng tính là em sẽ đi vô khác, em không có đứng cãi lộn thế thôi. Nên em đi về. Đi về thì cổ chặn hết Facebook, Zalo, điện thoại gì chặn hết, không có. Lúc đó là em lo lắng điều gì nhất? Em sợ nghĩ quẩn thôi. Có cảm thấy là bực mình khi mà bạn gái mình lúc nào cũng coi điện thoại của mình không? Thì cũng có chứ. Nếu biết gì rồi sao còn nhắn tin với người ta chi cho phiền vậy? Dạ, nói chung cũng em nghĩ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi. Mà dù hồi ngày trước thì có ý định quen nhau nhưng mà không quen được. Bây giờ bạn này có còn hay lục điện thoại, kiểm tra điện thoại của em nữa không? Dạ, không có lục trực tiếp nữa mà lục lén chị. Em không nghĩ vậy là xâm phạm đời tư của người khác hả? Em biết chứ, nhưng mà nó quen rồi. Trời ơi. Em để vậy luôn hả? Dạ, em biết nhưng mà giờ thôi nói hoài cũng vậy thì mỗi lần nói lên là nổi trận binh thiên nên thôi em không nói nữa. Để luôn. Dạ, em rút kinh nghiệm. Ví dụ nhưng mà như... cái chuyện này tôi không binh ai hết trơn á. Phụ nữ có cái tật là hay lục bóp điện thoại của bạn trai, cái đó là xấu. Nhưng mà nếu mà phụ nữ không tung có binh phụ nữ, nhưng mà nếu phụ nữ làm không làm như vậy á thì không bao giờ bắt được những cái việc làm sai trái của người đàn ông. Đàn ông nào mà thấy mở mèo đi ngang là cũng cũng mở là cũng hết á, rồi cũng vô bình luận cũng này kia kia nọ, tại vậy thôi. Y vậy luôn chị. Y vậy luôn. Rồi điện thoại mình thì tại sao? Xin cái mật khẩu vân tay rồi luôn mà điện thoại của bả thì bả. Tôi đâu có xin, tôi lén, tôi lấy điện thoại tôi vô, tôi tự đặt dấu vân tay tôi vô luôn. Y vậy luôn. Mà tôi lâu tôi kiểm tra tôi cầm lên tôi thử thôi nha, tôi không bao giờ ghen, không ghen đúng không? Không ghen, nhưng mà điều của mình là phải của mình. Lâu để vô mà thấy cái nút vân tay tôi mà bật cái máy là không được là biết bữa đó có chuyện rồi. Chị Tường thì là có kinh nghiệm quá, chúng ta thì Tường biết kéo
Để đó đó em, hiểu không? Đúng rồi. Em cái... kiểm tra nhiều hơn nữa cho chị. Em cũng không, em cũng bình thường nữ. Em chỉ khuyên các bạn nam là thôi từ đây về sau xài đồ của bắp hết đi cho nó an toàn. Xong rồi, tới lúc nào thì mới là mình giới thiệu về với gia đình? Một tháng sau khi hai đứa quen nhau thì anh dắt em về nhà rồi. Lúc trước thì em có quen nhiều người lắm nhưng mà em không chưa dắt ai về nhà. Bạn này em có cảm giác là một người phụ nữ biết lo lắng cho gia đình. Ví dụ những ngày đầu đi chơi thì mình nói là anh đi với em nhiều quá rồi, ở nhà mẹ có nói gì không, thì hồi trước giờ chưa có ai nói với em hơn đó đó, nên cái đó là cái điểm ấn tượng của em. Xong rồi em mới dắt bạn về nhà, mợ đó cũng kể ở nhà biết trước đó rồi. Nên là ba mẹ cũng không có gì bất ngờ lắm. Thì khi nào thì bạn mới qua nhà bên đây? Đám giỗ nhà bạn nữ thì rủ em về, tưởng về ăn đám giỗ thì mình được ngồi ăn rồi, thấy không? Bắt lặt rau, bắt rửa chén rồi. Sao ngược quá vậy ta? Ồ, cái gì, cái này chị nào em qua nhà bạn trai em phải làm chuyện đó. Còn người ta nói dâu là con mà rể là khách. Sao mà khách tới nhà bắt xuống lặt rau? Lúc mà chuẩn bị nấu thì ảnh ở không, đâu biết làm gì, thì ảnh cũng xuống làm rau phụ. Xong mà lúc khách tới thì em kêu anh lên dùng với mọi người đi, thì ảnh thấy em chạy lăng xăng, anh cũng ngại, anh kêu thôi để anh làm phụ em. Xong rồi mọi người tàn hết rồi, hai đứa xuống ăn mâm ở dưới bếp. Cái anh về, lâu lâu anh cũng giỡn em, anh kêu hả về nhà ảnh hả cho ăn mâm trên, rồi còn tới ảnh nhà ảnh hả còn dắt về nhà em á, thì em cho ngồi như mâm dưới không mà bắt làm mình chết luôn. Nhưng mà rốt cuộc là cảm nhận của gia đình cha mẹ hai bên đối với hai bạn là tốt hay là có phản đối gì không? Dạ rất là tốt ạ. Rất là tốt. Mình đã quyết định hôn nhân, kế hoạch kết hôn rồi gì chưa? Tầm tháng 6 tháng 7 này nữa sẽ tại gia đình. Tháng 6 tháng 7 là tới, là chọn ngày rồi hả? Dạ. Đám hỏi trước một tháng rồi mới tới đám cưới. Em mong muốn anh thay đổi điều gì? Anh mong muốn em sẽ thay đổi điều gì? Anh muốn em kiềm chế bản thân hơn. Biết kỹ cho mình nhiều hơn. Vì như đừng có lo xa quá, chăm sóc giữ gìn sức khỏe mình trước. Thì cứ cái gì cũng nghĩ cho anh, nghĩ cho gia đình trước, rồi tới hồi mà thất vọng cái bắt đầu quay qua tại anh. Em thì ảnh có cái tính như là quá tốt bụng á, vậy y như là ai gặp cái gì khó khăn nhờ ảnh, bất kể người ta nhờ theo cái kiểu là thật tâm hay là lợi dụng gì đó, ảnh biết nhưng mà ảnh vẫn cứ giúp người ta. Với lại ảnh hay lười hay giao cho ảnh làm gì là rốt cuộc em vẫn là cái người phải ra tay anh mới làm được, chứ không bao giờ mà nó đạt được cái kết quả cuối cùng hết luôn. Anh hứa anh sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ hứa gì thì sẽ hoàn thiện cho em. Mỗi người thay đổi một chút xíu thì chắc chắn là hai bạn mới sống với nhau được hạnh phúc trọn vẹn được. Cố gắng nha. Trước khi mà kết thúc buổi trò chuyện thì hai bạn có muốn nói gì với nhau nữa không? Anh có một câu hát tặng cho em. Câu hát hả? Hay quá. Rồi một tràng pháo tay đi các bạn. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là bờ vai ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Wow. Vâng nha em. Hãy nói gì đi. Anh sẽ cố gắng hơn, sẽ bản lĩnh hơn, sẽ là bờ vai vững chắc cho em đi đến đoạn đường cuối cùng.